Sau một cái tháng tư chúng ta vận mải với một số các hoạt động liên thông các thứ khác thì chúng ta quay lại với chủ đề của liên thông tháng 5 về quản lý dòng chảy giá trị cốt lõi trong chiến lược tinh gọn hóa của doanh nghiệp. Và để chia sẻ với nội dung này ngày hôm nay, xin một lần nữa giới thiệu anh Lê Chí Quân, chuyên gia tư vấn liên thông của PPT. Trong phần chỉ bởi ngày hôm nay cũng sẽ có cái phần giới thiệu cái chương trình hoạt động và chương trình đào tạo của bên Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Inbus. Xin giới thiệu Phó sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển. Thảo luận của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ một số cái nội dung liên quan đến về quan điểm về theo đuổi giá trị ở trong doanh nghiệp, cũng như là cái cách thức mà chúng ta trực quan hóa và chúng ta quản lý cái chuỗi là mà tạo ra cái giá trị của các doanh nghiệp. Cái phần trình bày chính sẽ do anh Lê Chí Quân thực hiện với bốn cái nội dung mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Nội dung thứ nhất là quan điểm về theo đuổi giá trị ở trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Với Lean Manufacturing thì cái trọng tâm của nó, giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi cũng như là cái chu trình hoạt động mà các dịch vụ của mình để mà giao cho khách hàng cái hướng đến. Phần thứ ba của các hoạt động quản trị của doanh nghiệp, đặc biệt là quản trị tác nghiệp đó, thông qua việc là cải tiến cái dòng chảy giá trị, khả năng tạo giá trị của các công đoạn, nâng cao cái khả năng phối kết hợp. Vậy chúng ta sẽ nhìn đến cái tối hóa ở hai khía cạnh, một là tối hóa cục bộ của từng cái quá trình, từng cái công đoạn, và thứ hai là tối hóa cái khả năng tạo giá trị. Thì ở trong cái phần trao đổi thứ nhất đó, chúng ta sẽ có hai cái phần thảo luận. Cái phần về sơ đồ dòng chảy giá trị này thì cũng đã có một số anh chị trong số chúng ta ở đây đã nghe qua, đọc qua rồi, và thậm chí cũng đã tham dự một vài khóa học liên quan đến nó. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng không đi sâu vào cái phần nó gọi là công cụ làm chi tiết cụ thể nó như thế nào, mà chúng ta xác định với nhau trước về một cái quan điểm, đó là cái nhận thức tại sao chúng ta phải chuyển đổi nó sang một cái công cụ cực kỳ quan trọng, một cái đối tác, đối tượng cực kỳ quan trọng trong quản trị tinh gọn. Tôi vẫn nhớ ngày xưa học triết thì như vậy, bác nói là chủ nghĩa tư bản thì bóc lột giá trị thặng dư, phân chia cái giá trị thặng dư, cái lợi nhuận từ giá trị thặng dư nó không đều, mà còn lại lấy hết từ người lao động. Thực ra cái câu chuyện giá trị thặng dư ở đây Marx mới chỉ đề cập đến cái việc tức là phân chia cái giá trị thặng dư đó thôi, chứ còn không phải nói đến câu chuyện ai là người xác định giá trị và ai là người tạo ra giá trị. Ở đây cũng muốn hỏi các anh chị biết, hỏi một cộng là cái phần giá trị này thì ai là người xác định giá trị đấy, ai là người đặt ra giá trị đấy. Còn chúng ta thì là những người mà cung cấp dịch vụ, là những người sản xuất, rõ ràng chúng ta là con người tạo ra giá trị thôi, chứ chúng ta không phải là người xác định giá trị. Vậy thì từ góc nhìn của khách hàng, giá trị ở đây nó chỉ có hai vấn đề quan trọng nhất thôi: giao hàng đúng thời hạn và chất lượng đúng như cái yêu cầu của khách hàng. Tôi xin nhắc lại, chất lượng đúng như yêu cầu của khách hàng, chứ chúng ta không đặt chất lượng theo ý của chúng ta được, mà là chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Vậy thì rõ ràng rằng là gì, phần việc của chúng ta đó là làm thế nào từ cái lúc là nguyên vật liệu với giá trị nó là giá trị thật sự hoặc không, để đến lúc tạo ra được cái giá trị mà khách hàng yêu cầu trong sản xuất. Có lẽ là chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện, cái sơ đồ dòng chảy này rất dễ thôi, là trong dịch vụ, đúng không ạ? Trong dịch vụ rất ít người có thể nhìn ra dòng chảy của nó như thế nào, mà xã hội bây giờ thì cái tỷ lệ chuyển biến từ sản xuất sang dịch vụ thì cái tỷ phần dịch vụ nó càng ngày càng tăng lên. Đã bao giờ các anh chị nhìn thấy cái hiệu quả hay là những cái mà chúng ta gọi là thất thoát do các bộ phận văn phòng gây ra không? Lấy một ví dụ nho nhỏ, tại các phòng khám bệnh của các bệnh viện của chúng ta ấy, bao giờ cũng thế, có một bộ hồ sơ mà bác sĩ phải ghi. Bộ hồ sơ đấy nó cần khoảng 20-23 tờ giấy khác nhau. Đầu tiên là cái coi như chị Nga sở hữu lý lịch của người bệnh nhân đã. Thế nhưng các anh các chị có biết rằng ở đấy nó có 4 thông số lúc nào cũng được ghi đi ghi lại trên 4 tờ giấy đó. Một là tên, hai là giới tính, ba là có
sổ bảo hiểm hay không, và bốn là như là tên tuổi gia đình và có sổ bảo hiểm hay không. Bốn cái thông tin đấy mà bác sĩ cứ phải ghi trên 23 tờ giấy, từ cái giấy đầu tiên là cái giấy nhập viện cho đến những cái giấy ví dụ như kể cả xuất viện, hay là ở giữa nó là những cái tờ giấy đi xét nghiệm gửi các phòng ban chuyên khoa. Có ai nhìn thấy được cái hiệu quả của người bác sĩ lúc này là như nào không? Hay là trong một tiếng đồng hồ ở trong phòng khám bệnh đấy thì ông bác sĩ ông mất đến tầm đâu độ khoảng gần 40 phút để chỉ ghi tên tuổi, giới tính và có sổ bảo hiểm. Đấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ để chúng ta có thể nhìn thấy ngay được rằng là gì, là để làm thế nào chúng ta nhìn thấy được cái sự thất thoát đó, nhìn thấy được cái dòng chảy dịch vụ, dòng chảy sản xuất của chúng ta ở đâu là cái chỗ mà chúng ta làm ra tiền. Như anh Thắng vừa rồi nói, chỗ nào là chỗ chúng ta làm ra tiền đây? Công đoạn nào là công đoạn tạo ra giá trị gia tăng đây? Tôi có nghe một khán giả rất lớn ở Việt Nam mình có nói cô là làm hình như là có lãi đấy, nhưng mà cũng chẳng biết lãi là bao nhiêu. Có nghĩa rằng là gì? Là họ không biết được cái chi phí, cái thất thoát của họ nó nằm ở những chỗ nào, họ không nhìn thấy. Ở đây tôi xin giới thiệu một cái sơ đồ dòng chảy giá trị rất tiêu biểu. Cái sơ đồ dòng chảy giá trị này đó là một cái sơ đồ chu trình xem xét bất kỳ hợp đồng, sơ đồ mang tính chất rất cổ điển, không phải sơ đồ của quản lý, của sơ đồ dòng chảy giá trị theo kiểu của sản xuất tinh gọn, của quản trị tinh gọn. Đây là mô hình rất truyền thống. Cái việc chuyển giao giữa nhận đơn hàng sang kiểm tra đặt cọc giữa hai bộ phận nó kéo dài mất bao nhiêu lâu, những con số đó chưa có sự chính xác, chưa có ai đo, chưa có ai đánh giá. Và đây chính là một cái nguyên nhân mà nếu như chúng ta có được những con số đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây một cái chỉ số đánh giá dòng chảy giá trị là như thế này đấy. Với cái gọi là thời gian thao tác chỉ có tính theo phút, trong khi đó thời gian mà từ lúc bắt đầu cái tác nghiệp đó cho đến lúc kết thúc tác nghiệp đó nó được tính theo ngày. Và hiệu suất, cái độ chính xác ở đây nó mới chỉ được có 34%. Để làm thế nào nâng cao được cái năng lực dòng chảy làm việc của chúng ta, nâng cao được cái hiệu quả của dòng chảy giá trị, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại, giới thiệu lại cái ngôi nhà làm lean. Và điều quan trọng nhất các anh chị để ý cho tôi một chút, chúng ta đi vào ngôi nhà làm lean này thông qua sơ đồ dòng chảy giá trị. Đây vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là đối tượng làm cải tiến, vừa là lại là cái cốt lõi, cái hồn, có thể nói là cái vốn quý nhất của doanh nghiệp. Những cái khác không phải là cái quý nhất đâu. Con người, tôi vẫn có quyền là tôi nghỉ hưu, đúng không ạ? Tôi vẫn có quyền là tôi được chuyển công tác đi vào một số nơi nào đó mà tôi thấy phù hợp hơn. Đấy là quyền của tôi. Doanh nghiệp có muốn giữ cũng không giữ được. Nhưng cái gì là cái sẽ giữ cho doanh nghiệp ở lại được? Một khi chúng ta đội kinh tế bắt đầu khởi sắc, chúng ta làm ăn được, lại muốn xây một cái nhà máy ở trong Việt Nam, chẳng lẽ tất cả người chúng ta ở miền Bắc này vào miền Nam chăng? Không ai làm thế, đúng không? Vậy chúng ta mang cái gì đi? Chúng ta chỉ mang được cái sơ đồ dòng chảy này đi thôi. Chính xác hơn là các quy trình công việc mang đi thôi. Vậy cho nên tôi cũng nói luôn là sơ đồ dòng chảy giá trị, công việc tiêu chuẩn, đó chính là cái hồn, cái cốt lõi của một doanh nghiệp. Và nó cũng chính là đối tượng để chúng ta theo dõi, quản lý công việc. Nó cũng là đối tượng để chúng ta cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vậy thì ngôi nhà Lean này được định nghĩa rất đơn giản rồi, là hệ thống lý thuyết và công cụ dùng để tìm, phát hiện và loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh, nhằm cung cấp đúng hẹn cho khách hàng các sản phẩm đúng chủng loại, số lượng và chất lượng khách hàng yêu cầu. Môi trường làm việc ở đây của chúng ta đó là gì? Tất cả mọi người đều tham gia hết vào trong cái quá trình tác động đến sơ đồ dòng chảy giá trị, sử dụng một loạt tất cả các công cụ, từ những công cụ cơ bản nhất 5S trực quan,
tiêu chuẩn hóa công việc hay là năng lượng vừa lỗi hay TPM cho đến cao hơn hẳn, đó là tạo ra được một cái mặt bằng theo cơ chế kéo, sử dụng được hệ thống cam băng, vân vân. Các công việc này phải được thực hiện dưới một cái môi trường, dưới một cái mái nhà, đó là mái nhà của cải tiến liên tục của Kaizen. Vậy thì tại sao chúng ta phải áp dụng sơ đồ dòng chảy giá trị? Đây là công cụ trực quan mô tả dòng chảy của hai thứ ạ. Một là vật chất, hai là thông tin. Thường thường ở các doanh nghiệp chúng ta ấy, vật chất, dòng chảy của vật chất với dòng chảy thông tin đều có, nhưng nó lại được không kết nối lại được với nhau và không song hành được với nhau. Nhiều khi vật chất đi trước rồi và trong khi đó thông tin chưa đến, hoặc cũng có khi thông tin đến rồi nhưng mà vật chất cũng chẳng thấy đâu cả, vì nó là công cụ trực quan, cho nên nó sẽ đẩy được tất cả những cái vấn đề mà chúng ta có thể nó xảy ra trong doanh nghiệp nó nổi lên. Nhiều khi tôi thấy có một cái thói quen, đó là gì, người ta chỉ khắc phục thôi, không đưa các biện pháp phòng ngừa, và đồng thời người ta cũng làm mang tính chất giải pháp nó gọi đối phó, hoặc là cái công việc, cái sự cố nó đã, sự việc nó đã xảy ra rồi nhưng phải đến tuần sau nữa thì mới có người xử lý, mới người lo đến. Những cái việc đó nó dẫn đến rằng là vấn đề không được giải quyết một cách triệt để và chúng ta đang tốn tiền. Thực sự chắc chắn các anh chị cũng sẽ đồng ý với câu chuyện rằng là gì, chúng ta giải quyết vấn đề ngay từ lúc nó mới phát sinh thì chi phí khắc phục phòng ngừa nó mới là bé nhất. Nếu mà chúng ta đặt ra cái vai trò chất lượng ấy thì rõ ràng là lúc lỗi nó vừa xảy ra sửa ngay tại chỗ thì chắc 10 đồng, nhưng mà để nó ra đến tận tay khách hàng rồi thì nó là 1 triệu đồng cộng với cái uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Hai cái nội dung sau thì nó là giúp cho mọi thành viên thống nhất các khu vực cần cải tiến, nội dung cải tiến và cách thức thực hiện, cái nó hỗ trợ cho vấn đề về giao tiếp. Chúng ta chú ý này, không có hoạt động nào nó gọi là nằm giữa tạo ra giá trị gia tăng và nằm giữa lãng phí đâu, nó chỉ một trong hai trạng thái thôi, hoặc tạo ra giá trị gia tăng, hai là lãng phí. Thế thì chúng ta cũng có dịp nói với nhau về chuyện lãng phí rất là nhiều rồi. Ở đây cũng xin giới thiệu lại một tí thôi, đó là những hoạt động giả sử như KCF nó có mang lại giá trị gia tăng không? Những hoạt động như kiểu vận chuyển có mang lại giá trị gia tăng hay không? Tồn kho mang lại giá trị gia tăng hay không? Hoàn toàn không. Có những đại gia nói rằng là gì? Trong kho của chúng tôi phải có rất nhiều hàng hóa thì mới thể hiện được rằng năng lực của chúng tôi là tôi làm được, tôi có nhiều hàng, khách hàng đến sẵn sàng mua. Không phải thế. Quay trở lại ISO 9000, khi mà các anh chỉ đi đánh giá nhà cung cấp, các anh chỉ đánh giá bằng cách nào? Đánh giá cái cách làm của người ta, đánh giá năng lực tài chính, chứ không phải đánh giá rằng là người ta có tổn hại bao nhiêu đâu, đúng không? Vậy cái câu chuyện ở đây rõ ràng các hoạt động không gây ra giá trị gia tăng, không tạo ra giá trị gia tăng thì chắc chắn nó cũng là lãng phí. Chúng ta nên chọn những cái dây chuyền mang tính chất là đang là cái dây chuyền mà đang tạo ra được nguồn lợi lớn nhất cho doanh nghiệp, nên chọn những cái dây chuyền theo như vậy. Chứ còn chọn những cái mà nó không tạo ra được cái hiệu ứng để cho mọi người nhìn thấy, ôi thế thì cải tổ sang dòng chảy đơn chiếc, sang dòng chảy giá trị tinh gọn, cải tổ để làm gì? Thứ hai, chúng ta có một cái sơ đồ hiện tại phải xây dựng nó lên. Chúng ta tìm ra, nghiên cứu, cùng bàn bạc, cùng thảo luận để đưa ra được cái sơ đồ tương lai. Giữa sơ đồ tương lai và sơ đồ hiện tại, cái độ vênh nó là như thế nào? Nó phải làm những cái gì để vượt qua cái độ vênh đó, giải quyết được cái độ vênh đó? Chúng ta phải có một cái phần lập kế hoạch. Và cái cuối cùng là chúng ta triển khai. Một trong những cái vấn đề quan trọng nhất mà người Việt chúng ta rất hay mắc, đó là làm xong không đánh giá lại, hoặc đánh giá kiểm thảo quá nhiều nhưng lại không đưa ra được các câu kết luận cần phải xử lý như thế nào. Mà thường thường lại cứ cái việc kiểm thảo đấy toàn là những anh đăng giám đốc là suốt ngày thế này thế này thế này vân vân và vân vân, trong khi đó rằng cái việc kiểm thảo đấy nó phải mang cái tính chất là để chỉ ra được cái biện pháp phòng ngừa thì hầu như chúng ta chưa có thói quen đấy. Chúng ta chưa có thói quen đó là gì? Ghi chép dữ liệu, mà đặc biệt ghi chép dữ liệu về năng lực
hoàn thành công việc, chúng ta chưa còn thói quen đó. Đúng, chúng ta vẫn có thói quen đi ngày hôm nay thả được bao nhiêu sản phẩm, bán 100 sản phẩm để làm 105 sản phẩm, có bao nhiêu lỗi rồi, có ghi thấy thật. Thế nhưng thực sự là 100 sản phẩm đấy là mấy người, là 100 sản phẩm đấy có lỗi nó xảy ra ở những công đoạn nào, hay rằng là gì, ngày hôm nay 100, ngày mai 120, ngày kia chỉ có 60 thôi. Những cái câu chuyện biến thiên như thế thì cái vấn đề nó nằm ở đâu? Chúng ta không ghi chép những cái vấn đề này. Cho nên cái quá trình hướng đến cải tiến học tập chúng ta không có. Đấy là trong doanh nghiệp người Việt chúng ta, tôi thấy rất nhiều nơi là như vậy. Mỗi một khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra hay là có một cơ hội cải tiến, vậy thì chúng ta nên hỏi 5 lần cái câu hỏi tại sao đấy để truy tìm vào được nguyên nhân gốc. Và cố gắng là các câu hỏi 5 lần tại sao đó mang tính xây dựng, mang tính hướng về hệ thống nhiều hơn là hướng về trách nhiệm cá nhân. Biết khi mà chúng ta có các ý kiến cụ thể, bây giờ tôi xin có một vài cái phần trao đổi với anh Quân, phần diễn giả chính ngày hôm nay này. Vừa anh có đề cập đến phần về giá trị với quan điểm rằng là cái việc quản lý của doanh nghiệp ấy, nó cần phải hướng vào việc như là đạt được các cái giá trị mà khách hàng người ta đặt ra với mình, phải không ạ? Để khách hàng kéo cái dòng chảy giá trị đó. Thế thì hiện nay tôi thấy ở đây chúng ta có các doanh nghiệp và một số doanh nghiệp thì tham gia vào cái chuỗi cung ứng chung, chuỗi cung ứng lớn mà đóng vai trò là các nhà gia công. Ví dụ như là các cái đơn vị sản xuất linh kiện hoặc là các cái đơn vị nhà thầu xây lắp ở đây chẳng hạn. Rồi ngoài ra thì chúng ta có những cái đơn vị mà tham gia đầy đủ với chuỗi giá trị, ví dụ như là từ thiết kế rồi sản xuất rồi đến bán ra ngoài thị trường. Thế thì tôi muốn biết rằng là nếu thế thì cái phần mà trong cái tình huống khi mà chúng ta là một cái doanh nghiệp mà tham gia vào gia công ấy, thì thông thường là các cái phần mà giá trị đó thì chúng ta được xác định như thế nào, vai trò của doanh nghiệp rồi vai trò của khách hàng của chúng ta là cái người mà sản xuất cuối cùng bán ra ngoài thị trường. Rồi trong trường hợp mà khi mà chúng ta là doanh nghiệp mà chạy suốt một cái chu trình từ việc nghiên cứu thị trường đến phát triển sản phẩm rồi sản xuất rồi bán hàng đó, thì cái vấn đề đặt ra đối với giá trị và việc xác định nó có khác biệt gì? Với tôi thì tôi thấy nó không có sự khác biệt gì cả. Chỉ một lý do thôi, một là chúng ta nhìn giá trị là xuất phát từ end user, tức là người sử dụng cuối cùng. Những cái giá trị đấy thì như chúng ta đã nói rồi, đó là nó đi qua các công đoạn để tạo ra giá trị gia tăng đáp ứng được đến khi nào mà cái giá trị mà khách hàng yêu cầu. Vậy thì chúng ta vẫn phải coi cái công đoạn sau đó chính là khách hàng của mình, và việc của chúng ta là vẫn phải tìm hiểu và xác định bằng được cái giá trị mà công đoạn sau họ yêu cầu chúng ta phải cung ứng. Cho nên chính vì như thế đấy cũng là một nguyên lý, một nguyên tắc, một triết lý trong quản trị tinh gọn. Làm đúng ngay lần đầu tiên, giao cho cái công đoạn sau đúng cái mà họ mong muốn. Cho nên ở đây chúng ta có một số các đơn vị mà chúng ta gia công ấy, thì thực ra là chúng tôi có cái cơ hội mà đi qua, người gọi là đi qua các cái dòng chảy giá trị của các nhà máy gia công. Thì với các cái nhà máy gia công nó có đặc điểm là các cái tiêu chuẩn của sản phẩm thì thông thường là do khách hàng nó đặt ra, và cái chuyện là đơn hàng và thời điểm giao hàng, ví dụ như là nếu chúng ta gia công cho Canon chẳng hạn, hoặc chúng ta gia công cho Honda chẳng hạn, hoặc chúng ta gia công cho Toyota, thì họ có tiêu chuẩn sản phẩm, có bản vẽ, có tiêu chuẩn kỹ thuật, họ có giá trị một cái khối lượng một đơn hàng là bao nhiêu, họ có thời gian giao hàng cụ thể. Chúng ta về cái việc đó thì doanh nghiệp sẽ tập trung nhiều hơn vào cái chuyện nhưng mà cố gắng để đáp ứng cái yêu cầu đó. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta là các cái nhà thi công xây lắp, ở đây có một số đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, thì chủ đầu tư người ta đã có cái thiết kế được phê duyệt với cái phần là các bản vẽ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, có các tiến độ được phê duyệt cho cả dự án. Mặt khác, chúng tôi cũng có cơ hội là đi qua các dòng chảy của các cái đơn vị mà tham gia vào quá trình nghiên cứu, phân tích thị trường, thiết kế sản phẩm, được sản xuất để bán hàng. Thì khi đó người ta có cơ hội người ta chạy qua từ cái khách hàng sử dụng cuối cùng. Đấy là tự nhiên là cách đây 2 tuần chúng tôi có cơ hội đi qua cái nhà máy sản xuất đồ gia dụng chẳng hạn. Thế thì khi mà trao đổi với họ ấy, thì cái bộ phận mà sản xuất đó, nó đang tập trung một việc, nghĩa là làm sao mà làm ra được các cái chi tiết, đấy là các cái nồi
các cái chảo mà chúng ta sử dụng ở trong nhà đó, làm sao mà sản xuất nó nhanh nhất và sản xuất nó với cái chi phí là thấp nhất. Tuy nhiên là sau khi mà đi qua cái dòng chảy dưới xưởng đấy, chúng tôi cố gắng đi qua cái dòng chảy mà nó không thể hiện ở dưới xưởng đấy, là cái phần liên quan đến chuyện về bán hàng rồi dịch vụ bảo hành rồi xử lý phản hồi đó, thì nó có một cái phần mà ở đây chúng tôi cũng sẽ không nói đấy là đơn vị nào, nhưng mà nó có cái phần liên quan đến chuyện là các cái điểm hàn đính cái đai, cái tai, cái nồi đó, thì chúng ta có cái công đoạn là cái hàn cái đai đó và cái thành cái nồi. Và có rất nhiều các phản hồi về cái việc tức là sau một thời gian sử dụng ấy thì cái tai nồi ấy nó bị bung ra. Thế thì vấn đề đặt ra ấy là cái giá trị sử dụng của cái mà sản phẩm và cái dịch vụ người ta cung cấp đó, nó có phải là cái nồi với cái giá khi mà người ta bán ra ngoài thị trường không? Hay là nó bao gồm cái việc là cái giá và cái nồi khi mà khách hàng người ta mua về, và các cái sự tiềm dụng, cái thời gian vòng đời sản phẩm khi người ta sử dụng, cũng như là cái tính an toàn của cái sản phẩm khi người ta sử dụng đó. Nếu khi mà trao đổi, sau khi trao đổi và nhìn rộng ra thì mới thấy rằng là nếu anh tập trung vào cái chuyện sản xuất ra cái nồi mà theo cái thiết kế hiện nay, thì nó dẫn đến chuyện là khi khách hàng người ta sử dụng như vậy thì cái vòng đời của cái sản phẩm nó có những cái phần nó rất là bền. Ví dụ như là bản thân cái nồi ấy, thì nó rất là bền, nhưng mà nó có hai cái đặc điểm, nó có hai cái yếu tố mà nó thường bị hư hỏng. Một là cái tai nồi, hai là cái vung nồi. Thế thì khi đó nó dẫn đến chuyện là khách hàng sau một thời gian người ta sử dụng thì người ta chỉ còn cái nồi không, và không còn cái vung mà không còn cái tai nữa, hoặc là có hai cái tai mà nó vung mất một cái tai rồi. Thì khi đó cái giá trị sử dụng của cái nồi nó không còn. Thì khi đó nó liên quan đến cái phần ở khách hàng, bản thân doanh nghiệp phải nhìn một cái chuyện rất là đầy đủ, đó là anh phải đánh giá xem là cái vòng đời sử dụng của cái nồi đó nó là bao nhiêu, trong cái thời gian mà nó còn đầy đủ cái thực hiện các cái chức năng của cái nồi để mà đun, cái chức năng an toàn của cái nồi để mà nhấc lên nhấc xuống để mà chuyển qua chỗ này chỗ kia, cái chức năng của cái chuyện như là giữ kín của cái thực phẩm mà để trong cái nồi đó với cái vai trò của cái vùng. Và khi đó anh phải chia cái giá trị mà anh bán, cái giá bán đó cho cái chu trình sử dụng của họ, ví dụ như là 2-4 tháng. Thì khi đó cái khách hàng người ta quan tâm đến là vấn đề cái giá trị người ta phải trả cho một cái tháng hoặc là một cái năm sử dụng một cách an toàn và hiệu quả các sản phẩm đó, chứ nó không chỉ dừng lại cái chỗ như là tôi trả bao nhiêu tiền cho cái nồi. Đấy là một trường hợp mà chúng ta, nếu mà chúng ta tham gia vào cái chuỗi gia công và chúng ta có các cái thông số đặt hàng rất là cụ thể với khách hàng rồi ấy, thì cái phạm vi xác định giá trị của chúng ta nó sẽ khác. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cái cơ hội mà vươn tới kể cả người sử dụng thông qua các công cụ dạng như là FMEA, phân tích dạng sai lỗi và tác động của nó khi chúng ta phân tích đến cái phần các cái bước đằng sau. Nhưng với các doanh nghiệp mà chúng ta tham gia đầy đủ một cái chuỗi đầy đủ ấy, thì cái thách thức của nó sẽ lớn hơn, phải không? Hiện nay chúng tôi thì sản xuất thì hầu như là gần như là cứ đơn chiếc, nên quần hàng nó đủ rồi. Thế thì mình câu hỏi của anh như là nếu mà nó đã có thiết kế chuẩn rồi và đưa vào sản xuất thì áp dụng hồ sơ bảo vệ thì rất là rõ ràng rồi, các cái khâu như chúng ta thấy. Thế bây giờ có những cái sản phẩm mà mới vào bản hồ Đi Cương đòi hỏi có sự thiết kế thử và sau đó thì nó có thể bị sai lỗi, nó ra lại thiết kế lại, cuối cùng nó mới ra những sản phẩm chuyển để có thể sản xuất hàng loạt. Thì cái giai đoạn mà thiết kế và sản xuất thử cái sản phẩm đấy thì có thể áp dụng cái sơ đồ dòng chảy giá trị này không? Thì anh ấy đặt một câu hỏi thế. Rất tiếc là tôi lại không có cái sơ đồ đó ở đây. Nhưng mà đầu tiên là người ta có một quy trình thiết kế ở bộ phận, sau đó đưa xuống thử nghiệm, sau đó đưa xuống thử nghiệm xong không được lại quay ngược trở lại, xong lại cứ nó thành từng cái đi theo các khối chức năng. Và để có được một sản phẩm mới thì họ mất 4 năm liền. Thế như vậy là việc đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy có sơ đồ tổng thể giá trị ở đây rồi, đúng không ạ? Và ở đó người ta đã thay đổi lại cái cách làm. Chúng ta cứ tưởng tượng là giống như một cái hình xương cá, để ra được sản phẩm mới thì phải có các bộ phận khác liên quan. Không phải chỉ có mỗi thiết kế, không phải chỉ mỗi kỹ sư, không phải chỉ mỗi sản xuất. Các bộ phận kế toán, mua bán, tất cả mọi thứ đều phải tham gia vào đó hết. Vậy thì người ta thành lập ra một cái tổ chuyên, gọi là tổ dự án.
phát triển sản phẩm mới. Và trong tổ dự án đấy không phải chỉ có bộ phận thiết kế mà kết hợp rất rất nhiều các phòng ban lại với nhau. Và với mỗi mỗi phòng ban thì họ lại có quy trình riêng của họ. Rồi tôi là người mua bán, vậy thì quy trình mua bán của tôi nó sẽ là như thế nào? Đó lại là một cái sơ đồ tổng thể là chi tiết. Và đương nhiên lúc này tôi hướng đến một cái công việc, hướng đến một cái nội dung mới, đó là dành cho sản phẩm mới. Cho nên áp dụng được đấy. Tôi nghĩ là với cái phần mà như chúng ta đã nói trong các cái phần Lean Talk trước, áp dụng Lean đối với những cái trường hợp mà sản xuất đơn chiếc mà không, mà đặc biệt là đơn chiếc hoặc lô hàng nó nhỏ, đó là một cái thách thức rất là lớn. Tuy nhiên ở đây chúng ta có đơn chiếc, không phải chỉ có ASC là một trường hợp mà khá là đặc biệt. Nhưng ở đây chúng ta có cái gì trong ngành xây dựng này. Thì bản thân mỗi một dự án xây dựng nó là một sản phẩm đơn chiếc. Mặc dù là có một vài cái thành phần kết cấu cái công trình ấy, nó có thể là công trình này giống công trình kia. Giả sử như là nếu mà chúng ta phải làm một cái cọc khoan nhồi đường kính 1,5 m với chiều dài, chiều sâu cỡ khoảng 40 m chẳng hạn, thì có nhiều khả năng là có nhiều yếu tố nó sẽ giống nhau. Nhưng mà thực tế thì mỗi một dự án nó là mang tính đơn chiếc, nó mang tính duy nhất. Và khi đó thì cái chuyện là chúng ta áp dụng cái sơ đồ dòng chảy giá trị vào đó nó rất là quan trọng. Và đặc biệt khi mà anh càng có đơn chiếc bao nhiêu thì cái sơ đồ dòng chảy giá trị nó càng có ý nghĩa bấy nhiêu. Tại vì nó giúp cho anh hoạch định và anh trực quan hóa cái chuỗi công việc đó và anh tối ưu hóa nó. Để anh có thể nói như anh Quân vừa rồi đề cập, anh phải làm đúng ngay từ đầu. Tại vì nếu mà anh có một cái đơn hàng rất là lớn với cái chu trình sản xuất đơn hàng đó nó kéo dài trong vòng nhiều tháng, thì có thể ngay từ đầu cái sơ đồ dòng chảy giá trị đấy có thể làm nó không rõ ràng. Thì trong quá trình anh sản xuất thì anh rút kinh nghiệm rồi anh tiếp tục anh hoàn thiện rồi. Nhưng mà khi sản phẩm nó đơn chiếc ấy, thì nó không có cơ hội cho anh rút kinh nghiệm, anh sẽ phải trả giá ngay. Khi đó thì anh càng phải làm rất là rõ là cái trình tự các bước công việc. Khi đó quay trở lại lúc bây giờ chúng ta có các cái chu trình, ví dụ như là với ESC chẳng hạn, có một số cái hạng mục chúng ta phải làm re-engineering, nghĩa là chúng ta phải phân tích ngược trở lại để ra cái thiết kế của nó. Hoặc là nếu chúng ta có thiết kế sẵn của khách hàng rồi thì chúng ta sẽ làm cái chuyện như là thiết kế cái quá trình sản xuất, sau đó lên cái sản xuất. Như vậy tôi hình dung rằng với ESC trong trường hợp xấu nhất ý, là chúng ta sẽ có quá trình đầu tiên là re-engineering, nghĩa là chúng ta phải phân tích ngược cái thiết kế đó, cái sản phẩm đó, để quay trở lại ra cái thiết kế gốc. Từ cái thiết kế gốc của sản phẩm đó chúng ta mới đi đến quá trình mà chúng ta thiết kế các cái bước để mà chuẩn bị sản xuất, bao gồm vấn đề về khuôn gá các thứ. Sau đó chúng ta đi đến sản xuất thử, chúng ta xác nhận nó thì chúng ta mới sản xuất. Thì cái đó nếu thế thì chúng ta hoàn toàn có thể có một cái sơ đồ dòng chảy cho đầy đủ cái chu trình đó. Rồi sau đó chúng ta có thể zoom in nó và chúng ta có cái sơ đồ dòng chảy nhỏ hơn cho cái quá trình là re-engineering thì nó qua các bước công việc như thế nào. Rồi đến một quá trình là tiếp từ cái phần mà thiết kế từ cái sản phẩm đó thì chúng ta có các bước về thiết kế quá trình sản xuất, như vậy liên quan đến việc về thiết kế khuôn gá, rồi sản xuất khuôn gá, rồi sản xuất thử xác nhận cái giá trị đó như thế nào. Rồi sau đó chúng ta đến cái sơ đồ dòng chảy nhỏ hơn của cái phần của quá trình sản xuất, và như vậy chúng ta sẽ có cái sơ đồ tổng thể và có cái sơ đồ của từng công đoạn một. Rồi tôi nghĩ là cái đó nó không chỉ là áp dụng được mà nó có vai trò hết sức quan trọng trong cái phần mà chúng ta sản xuất, đặc biệt là khi mà cái cỡ lô nó nhỏ và đặc biệt là khi nó đơn chiếc. Ở chỗ này mở rộng cái phạm vi áp dụng ra đối với các anh chị bên chỗ ngành xây dựng, là tôi biết hôm nay chúng ta có một số các anh chị ở trong ngành xây dựng ở đây. Quen với cái tổ chức hệ thống ISO rồi, trong ISO các cái dòng chảy công việc vẽ theo thành sơ đồ khối. Khi giờ thì em muốn vẽ cái dòng chảy giá trị được chuyển từ cái hình vẽ sơ đồ khối mà đang sang cái dòng chảy giá trị này, gặp một cái khó khăn một chỗ là trong sơ đồ khối thì cũng hay có những cái khoảng lặng. Đến bước kiểm tra ấy, mình có thể cái lead time của nó có khi là tính thêm rất là nhiều. Và rất có thể là cái bước kiểm tra nó sẽ rất đến việc của sản phẩm cũng như thế. Còn trong cái dòng chảy giá trị thì nó cũng rất thẳng băng như từ đầu đến cuối. Kiểm tra đó các hoạt động sản xuất kinh tế và sau đó nó liên quan đến chuyện phải chờ đợi, thì cái đó nó cần được phản ảnh ở trong cái phần ISM, tại vì chúng ta có phần kỳ thi và phần thời gian dừng đi lên sao. Thứ hai là chúng ta có CA, khi mà cái sản phẩm của anh nó không chạy được một lượt mà nó phải quay lại thì như vậy nó làm được CA của anh giảm đi, và CA tổng thể giảm đi.
Thế một cái nữa là cái thách thức ở trong vấn đề làm sơ đồ tổng thể giá trị đó là khi mà quá trình của anh nó chưa ổn định mà anh xác định cái PT với PT là nó rất là khó. Tại vì có thể là cái thời gian mà xử lý của một cái hạng mục ấy, hoặc là một cái công việc nào đó thì có khi nó không ổn định. Ngày hôm nay thì nó là lần này thời gian, ngày mai là lần kia thời gian, đơn hàng này là lần này thời gian, đơn hàng kia là lần kia thời gian. Chuyện khi mà anh nó quay trở lại công cụ lúc trước anh Quân đề cập đến cái công việc tiêu chuẩn. Thì phần đó nếu mà có cái công việc tiêu chuẩn thì nó là cái nền tảng cho việc ổn định. Nhưng mà đầu tiên khi anh chưa có thì thông thường anh phải sử dụng một cái giá trị thống kê nhất định để anh tính một cái lấy một cái giá trị nào đó với độ tin cậy nhất định. Thường thì người ta lấy vào cái khoảng 80-85% cái 80-85% của cái độ tin cậy, nghĩa là cái 80-85%, nghĩa là anh làm một cái chuỗi, anh thống kê một cái chuỗi từ thời gian ngắn nhất đến thời gian dài nhất. Thế sau đó anh lấy một cái giá trị ở đâu đấy vào cỡ khoảng 80-85%. Thì như vậy nó làm cho anh có một cái ước lượng tương đối đáng tin cậy về cái PT và DT. Bởi vì nếu mà khi chúng ta bắt đầu thì nó sẽ rất là khó cho cái chuyện xác định chính xác của nó. Liên quan đến phần cái phần tiếp theo mà tôi muốn đề cập ở đây là liên quan đến phần mà chúng ta nhìn ở góc độ là VSM tổng thể. Nghĩa là chúng ta có một sơ đồ cho cả một cái doanh nghiệp. Ví dụ vừa rồi anh Quân đề cập đến cái sơ đồ đấy là của một cái công đoạn là bộ phận kinh doanh thôi. Cái sơ đồ đó là cho cái phần là tiếp nhận đơn hàng cho cái ra đến cái hợp đồng, nó có gần đấy cái chuyện. Tất nhiên chúng ta có thể nhìn cái sơ đồ tổng thể của cả nhà máy, của cả một công ty. Thế thì cái câu hỏi dành cho anh Quân là khi chúng ta nhìn ở góc độ là chúng ta có sơ đồ tổng thể và sơ đồ nhỏ hơn của các công đoạn nó chia ra như vậy, thì cái mục đích của nó và cái vai trò quản lý ở trong doanh nghiệp thì nó khác nhau thế nào? Khi mà mình làm những người quản lý ở cái tầm như tôi quản lý cả doanh nghiệp đấy, tôi thấy rằng là cái vấn đề này thực sự là nó là một cái tôi không biết là bao giờ có thể giải quyết được cái vấn đề này nó cái trên đấy, mà kể cả giải quyết tức là cái thực trạng của chúng tôi cũng còn gặp phải đúng như thế này. Và nếu mà nói ở góc độ tổng thể cả công ty dòng chảy giá trị thì tôi nghĩ là đây là một cái điều mà tôi nghĩ không phải chỉ có chúng tôi mà rất nhiều các doanh nghiệp có khi cả nước này gặp phải câu chuyện này. Và lại trở lại là vấn đề là người quản lý chúng ta phải tìm cái nguyên nhân, nó là những cái nguyên nhân công nghệ gì đó dẫn đến cái chuyện như thế này. Thực ra thì dòng chảy của nó thậm chí nó còn tắc nghẽn hẳn kia, nó dừng hoàn toàn chứ không phải đấy. Thì thực sự đây là một cái chia sẻ mà ở góc độ quản trị doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là ở quy mô nhỏ như chúng tôi cảm thấy cái điều này là cái điều mà gọi là những anh trình bày tức là chỉ được một vài nguyên nhân, ví dụ như là thiết kế sai hoặc là chưa đạt xong rồi quay trở lại này đó thì không là gì. Nhưng mà chúng tôi muốn nói là ở góc độ cả một doanh nghiệp nhìn thấy thì nó rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng như thế này mà chúng tôi cũng gặp phải. Hiện giờ thì có một cái thực tế thì chúng tôi luôn gặp sản phải ở đây là gì, có những công đoạn mà hoàn toàn dừng sản xuất và thậm chí đến mức độ tức là ở dưới xưởng thì có anh Tâm ở đây có anh là quản đốc phân xưởng trong, tức là anh gần như anh chỉ cứ lên báo cáo với giám đốc rằng là tuần sau là nhân viên anh có thể nghỉ cả tuần, bởi vì cái câu chuyện một cái khúc mắc của các công đoạn thiết kế hoặc là cái gì đó dẫn đến là có thể cản cái xưởng, có thể đóng cửa. Nếu như mà nói về thiệt hại là nó là không biết. Và cái vấn đề của chúng tôi thì chúng tôi cũng hiểu là chúng tôi không phải là cái đơn vị mà sản xuất hàng loạt theo những yêu cầu cụ thể của khách hàng, mà chúng tôi phải thiết kế ra cái sản phẩm, sản xuất ra sản phẩm cuối cùng và đáp ứng một cái giá trị của khách hàng. Nhưng để tổng hợp lại ra cái giá trị đó thì nó là cả cái chuỗi rất là lớn, từ thiết kế khách hàng chẳng quan tâm tôi thiết kế thế nào, nghĩa là sao ra cái sản phẩm cuối cùng nó như vậy. Thế thiết từ thiết kế xong rồi lại đến sản xuất mà nó lại là đơn chiếc, mà nó lại đáp ứng tất cả các yêu cầu về mặt chất lượng cũng như là các yêu cầu khác vừa đúng cái giá trị họ mong đợi đấy. Nên là thực sự là cũng rất là chia sẻ với tất cả các anh chị là tôi cảm thấy rất là thầm yêu, tôi không biết bao giờ có thể giải quyết cái câu chuyện này.